Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn những cái sản phẩm da khắc tên làm cho iPhone 6 và iPhone 6 cộng. Thì nhiệm vụ của những sản phẩm khắc tên làm cho đồ công nghệ là gì? Thứ nhất là giúp cho chúng ta rờ vào cái sản phẩm nghệ nó thân thiện hơn, mềm mại hơn. Tức là khi các bạn cầm cái sản phẩm, các bạn đụng vào da hay vào gỗ hay vào vải thì nó sẽ dễ chịu hơn, thân thiện hơn với cái việc chúng ta đụng lên mặt kính hay là mặt để nhựa hay là mặt kim loại. Cái nhiệm vụ thứ hai là bảo vệ cái thiết bị của chúng ta khỏi phải bị hỏng hóc hay là chảy xước. Và cái thứ ba là làm nó đẹp hơn, hoặc là chúng ta có thể thêm những cái nội dung vào để cho nó cá tính hơn. Thì trước tiên cái miếng dán da này thì các bạn thấy là mình dán lên và bây giờ mình cầm nó sử dụng nó thoải mái hơn, bởi vì cái tay của mình nó rờ vào trong cái này thay vì rờ vào nhôm thì nó rờ vào miếng da này êm hơn. Và mình cũng khi mà để nó ở trong lên bàn như vậy chẳng hạn thì sẽ hạn chế được chảy xước và bảo vệ được cái camera lồi của iPhone 6 hay iPhone 6 cộng như vậy. Và cái nữa là cái làm cho nó đẹp, ví dụ như mình dán miếng da này lên thì mình hạn chế được cái đường bằng nhựa của Apple làm khá là thô, và bây giờ mình đã che lại rồi và mình có thể khắc thêm những cái thông tin của mình, thông tin cá nhân của mình lên đây thì để cho cái miếng da nó cá tính hơn, và khi mình cầm điện thoại mình lên thì nó có thể phân biệt được những cái điện thoại khác. Đó là nhiệm vụ của cái miếng nhân da. Cái sản phẩm tiếp theo mình muốn giới thiệu với các bạn đó là cái flip cover cho iPhone 6 cũng như 6 cộng. Thì các bạn thấy là khi các bạn nhìn vào thì không phát hiện được cái iPhone nữa bởi vì nó che lại. Thì cái flip cover này các bạn khi các bạn gắn vào thì nó sẽ tương tự như là cái một cuốn sách vậy, mở ra đậy lại đó. Và đây nó có cái lớp microfiber nó giúp cho cái màn hình nó sạch hơn một chút đó. Đây là cái mặt hông của nó và đây là mặt sau của nó. Một miếng da khác dán lên trên cái lưng máy và cái miếng da nắp này được may lên trên cái miếng da dán đó. Và chúng ta có thể để như vậy đó. Khi các bạn muốn sử dụng máy ở chiều ngang, ví dụ như các bạn muốn duyệt web ở cái chiều ngang như vậy, muốn rảnh tay, muốn không cần phải cầm điện thoại nữa vẫn sử dụng được. Hoặc đặc biệt các bạn coi video thì các bạn thấy tính năng rất là hay, đặc biệt là với lại cái iPhone 6 cộng, nó nặng và nó to để vậy rất là tiện. Và nó có thể đứng ở nhiều vị trí khác nhau. Đó. Đó, đây là cái kết cấu của nó. Đó là cái flip cover. Đó, các bạn có thấy là những đường chỉ đặc trưng của khắc tên. Còn đây là cái bao da đeo lưng cho iPhone 6 cũng như 6 cộng. Dĩ nhiên cái 6 cộng thì nó sẽ to hơn, còn cái màn hình cầm trên tay là cái iPhone 6 thì nó có một cái miếng da sau lưng được may rất là chắc để các bạn luồn cái dây lưng vào đây và đeo vào lưng. Đó. Các bạn mở ra để mà lấy cái iPhone này như vậy. Đó. Ví dụ như là các bạn đeo dây lưng như vậy và các bạn mở ra, rút cái iPhone ra. Đó. Đây là mặt trước của nó, đóng lại đây. Ở bên mặt bên phải này, khắc tên có chừa cái lỗ để các bạn cắm sạc cũng như là cắm tai nghe. Để loa nó đổ, nó gọi đến thì nó vẫn đổ chuông như thường. Thì cái bao da đeo lưng này nó có tác dụng rất là hay là chúng ta sẽ không đút điện thoại vào túi quần. Chúng ta để nó ở bên cái bao da này, nó sẽ hạn chế điện thoại bị gãy hay bị cong, bởi vì điện thoại rất là mỏng. Còn đây là ba cái bao da cầm tay. Đầu tiên là cái bao da cầm tay có cái đường chỉ ở giữa này. Đó. Cái đường chỉ rất là đặc trưng của khắc tên. Liên lạc. Đó. Nếu chúng ta muốn sử dụng những cái chức năng như là sạc hay tai nghe thì chúng ta cắm ngược lại như vậy. Đó. Lấy ra bằng cách như vậy. Rất đơn giản. Đó. Rồi, cái bao tiếp theo là bao cầm tay dạng hộp. Đó. Đây là cái thiết kế được rất là nhiều người thích. Đó. Vuông vức, mạnh mẽ. Một cái thiết kế khác lần này khắc tên làm cho cái iPhone 6 và 6 cộng đó là cái bao da dạng hình chiếc lá như vậy.
rất là đơn giản. Một đường mail liên lạc như vậy. Rất đẹp. Rồi, cảm ơn các bạn.